Em nhận làm trục xế mới cho anh em gần xa nha. Em nhận làm trục xế mới cho anh em gần xa. Đây cái trục xế mới này có ông khách ở khách lấy thêm cái miếng này nữa của người ta ơi, hai miếng được mà. Khách này ở Cao Bằng nha anh em, khách ở Cao Bằng. Khách gửi cho em đây. Cái này cái mẫu nha anh em, khách để trong cái mẫu ở đây. Đây, có mẫu không rồi đây. À, khách này ở Cao Bằng. Khách gửi cho em hai cái mẫu. Anh em nào có nhu cầu làm trục xế mới ở xa, mời anh em vô xem nha. Anh em là trục xế ở xa, mời anh em vô xem để có nhu cầu làm trục xế quận Hàng Hạnh được phục vụ nha. Đây, anh em hãy đo giùm em. À, đây chiều dài trục xế là 1m323. À, anh em lấy tờ giấy. Tờ giấy này anh em định vô trong hai cái mặt cũ của cái trục xế cũ nhà mình á. À, trục xế cũ nhà mình á, anh em gõ hai miếng gòn giống vậy cho em nha. Đây hai miếng, hai bên hai miếng nha. Một bên là có sên, một bên không có sên nha anh em. Anh em hãy gõ vô giùm em nha. Đây, hai miếng. Anh em nào có nhu cầu làm trục xế ở Cao Bằng, khách ở Cao Bằng nha anh em. Đây Cao Bằng đây cho anh em coi khách đây. Anh em nào ở Cao Bằng có nhu cầu làm trục xế mới, anh em có thể điện vô số điện thoại này để tham khảo sau khi em chuyển trục xế về Cao Bằng cho khách Nông Văn Phú này sử dụng nha anh em. Anh em ở Cao Bằng ai có nhu cầu, đây một lần nữa em hướng dẫn cho anh em cách để là lấy chính xác chiều dài của trục xế để em khi chuyển vô cho em làm thật cho chính xác cho anh em nha, để tránh tình trạng mà nó dư hè nó hụt để anh em lắp vào trục xế nó không im. Đây anh em lấy hai tờ giấy ịn vô trong cái trục xế cũ của mình ở nhà. À, anh em gõ giùm em hai cái mẫu giống như anh khách này đây. À, anh khách này ở ngoài Cao Bằng nha. À, anh gõ xong hai miếng mặt mẫu này rồi anh em đo đi chính xác chiều dài trục xế, em sẽ làm chính xác cái con số ở trên cái tờ giấy anh em ghi nha. Em sẽ làm chính xác con số trên anh em ghi để tránh tình trạng mà nó dư hay nó hụt của anh em nha. À, anh em có thể ghi nè. À, hàng nắp lắp vừa giao một này. À, đó. Anh em nào có nhu cầu làm có thể theo cách hướng dẫn của em này, của ông khách ông ở Cao Bằng nha anh em. Khách này ở Cao Bằng. Khách này ở Cao Bằng nha anh em. Anh em ở Cao Bằng ai có nhu cầu làm trục xế Hân Hạnh được phục vụ nha. Đây là trục xế mới một đồng 100% nha anh em. Em giới thiệu anh em này. Em làm bằng máy dài, rất chuẩn cho anh em, đảm bảo cho anh em sử dụng. Đây mời anh em xem nha, độ chính xác nó đây. Để mở máy, vô số. Mời anh em xem nha. Rất chính xác, rất chuẩn cho anh em nha, đảm bảo luôn. Nè. Mới hoàn toàn 100% nha anh em. Này có khách ở Cao Bằng. Anh em ở Cao Bằng có thể vô tham khảo nếu như có muốn làm trục xế Hoàng Mai Hàng Ngành được phục vụ anh em nha. Khách này ở Cao Bằng. Nhớ lấy mẫu giùm em chính xác lỗ bu lông, quan trọng là lỗ bu lông nha anh em, để em đo cho chính xác lỗ bu lông để anh em về ngoài anh em lắp vô cái trục cũ, vô cái thùng xế cũ của mình được nha anh em. Anh em cứ in dấu hai mặt bích hai đầu. Bít hai đầu cái ghi đo chính xác chiều dài và ghi chính xác chiều dài trục xế lên đây giúp em nha. Nhớ ghi chính xác chiều dài trục xế lên đây giúp em. Em sẽ làm chính xác cái con số đó cho anh em nha. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Hoàng Mai 0907 790079. Anh em sử dụng cái tiện dài, rất đảm bảo đồng tâm đồng trục cho anh em sử dụng. Buổi sáng của em hơi lạnh nha anh em, đảm bảo trên rồi. Em chuẩn bị mấy hàng, em hàng cho anh em luôn. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Hoàng Mai 0907 790079.